Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 389 của bộ truyện Tiên Hiệp Đế Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi diễn biến của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói Tịch Diệt đạo nhân và Giang Nam nhiều lần đối đầu với nhau. Gã biết rõ điểm tinh diệu của Nguyên Thủy Đại Đạo, biết Giang Nam không nói xạo, Nguyên Thủy Đại Đạo thật sự có thể giúp Tịch Diệt đạo nhân trấn áp đại đạo Tịch Diệt phản phệ. Nhưng đại đạo Nguyên Thủy nuốt đại đạo Tịch Diệt trong người Tịch Diệt đạo nhân sẽ giúp Giang Nam tăng tu vi, gã không thích điều này. Ồ, nếu người có thể nuốt Nguyên Thủy Đại Đạo thì Nguyên Thủy Đại Đạo sẽ không phải là Nguyên Thủy Đại Đạo nữa rồi. Giang Nam lòng mấy động, một luồng nguyên thủy linh quang bay hướng Tịch Diệt đạo nhân. Giang Nam cười nói: "Nguyên thủy linh quang này của ta sẽ mặc cho người nghiên cứu. Nếu người có thể nghiên cứu ra hết đạo diệu trong đó được thì sẽ được toàn bộ truyền thừa của ta. Nhưng ta phải khuyên ngươi một câu, nguyên thủy linh quang này có thể trợ giúp ngươi điều chỉnh lại đại đạo Tịch Diệt, khiến đại đạo Tịch Diệt không phản phệ ngươi nữa. Ngươi mà luyện hóa nguyên thủy linh quang đó là nó sẽ diễn biến thành Tịch Diệt nguyên thủy, khiến đại đạo Tịch Diệt của ngươi sẽ mất đi kiểm soát." Tịch Diệt đạo nhân đứng nghiêm trong nguyên thủy linh quang rơi vào cơ thể, hắn lạnh nhạt nói: "Thiên tôn không tiễn." Giang Nam xoay người rời đi, Tịch Diệt đạo nhân lạnh lùng cười: "Mượn đại đạo Tịch Diệt của ta tăng tu vi thực lực cho mình hay sao? Ngươi tính cũng hay thật. Nhưng nếu ta nghiên cứu thấu suốt nguyên thủy đại đạo của ngươi thì đại đạo Tịch Diệt sẽ không phản phệ ta nữa. Đương nhiên ta sẽ luyện hóa nguyên thủy linh quang mà tu thành Tịch Diệt nguyên thủy." Lúc này Giang Nam đi ra khỏi chỗ ở của Tịch Diệt đạo nhân, hắn nhíu mày thầm nói: "Tịch Diệt đạo nhân quá bảo thủ, không thèm nghe ta khuyên nhủ sẽ luyện hóa nguyên thủy linh quang. Tịch Diệt đạo nhân tuyệt đối không áp chế đại đạo Tịch Diệt được. Tịch Diệt kiếp cuối cùng sẽ bùng nổ hủy diệt hắn ta. Nguyên thủy linh quang của ta chỉ làm chậm lại thời gian hắn bị đại đạo Tịch Diệt cắn nuốt. Kéo dài bao lâu phải xem ngộ tính của Tịch Diệt đạo nhân tốn bao nhiêu thời gian tham ngộ ra nguyên thủy đạo diệu trong nguyên thủy linh quang." Giang Nam hiểu rõ tính cách của Tịch Diệt đạo nhân trong lòng bàn tay. Tịch Diệt đạo nhân tuyệt đối sẽ không để mặc nguyên thủy linh quang của Giang Nam ở trong người mình. Chắc chắn Tịch Diệt đạo nhân sẽ tham ngộ rõ ràng rồi thử luyện hóa, mưu tính luyện thành Tịch Diệt nguyên thủy. Nếu không thành tiêu thấu thì Tịch Diệt đạo nhân sẽ tham ngộ tiếp, không luyện hóa nguyên thủy linh quang. Tịch Diệt đạo nhân tham ngộ thấu suốt rồi, cho rằng gã đã nắm giữ nguyên thủy đại đạo của Giang Nam, luyện hóa nguyên thủy linh quang khiến mình tu thành Tịch Diệt nguyên thủy. Nhưng vào giây phút đó là giờ chết của Tịch Diệt đạo nhân. Tịch Diệt đạo nhân có thể tham ngộ thấu suốt nguyên thủy linh quang, thế nhưng không thể tham ngộ thấu nguyên thủy đại đạo. Tịch Diệt đạo nhân luyện hóa nguyên thủy linh quang là mất đi Giang Nam trợ giúp, đại đạo Tịch Diệt trong cơ thể sẽ mất khống chế. Khi ấy ra tay, thời đại nguyên diệt sẽ đến. Tịch Diệt đạo nhân tuyệt đối sẽ bước ra một bước này, nghĩa là gã càng thông minh, ngộ tính càng cao thì càng chết sớm. Ngộ tính của Tịch Diệt đạo nhân rất nổi bật, ba điện chủ Đạo Quân Điện, Nguyên Mẫu Thiên Tôn, Vô Cực Thiên Tôn, Tịch Diệt đạo nhân, trong đó ngộ tính của Tịch Diệt đạo nhân là cao nhất. Nguyên thủy linh quang của Giang Nam tuy có thể kéo chậm thời gian đại đạo Tịch Diệt nuốt Tịch Diệt đạo nhân, thế nhưng không thay đổi kết quả được. Vân Liên Tiên Triều đã kết thúc chiến đấu, Vân Liên Nữ Đế Khải Hoàn về triều. Các thiên quân khác dẫn dắt đại quân bao vây tiêu trừ Tịch Diệt thú và người chăn nuôi. Chỉ có một số Tịch Diệt đạo quân thừa dịp hỗn loạn chạy trốn, nhưng không làm gì được. Đám đạo quân như Tịch Ứng Tình, Băng Liên Thánh Mẫu, Vạn Chú đạo quân, Thánh Ma Thiên Tôn đuổi theo truy giết, thanh tẩy tàn quân của Tịch Diệt đạo nhân. Lúc này đây, Khổ Hạnh giáo chủ cũng dẫn cao thủ Sa Môn đại giáo từ Tây Phương Cực Lạc thánh cảnh chạy đến Vân Liên Tiên Triều, ra lệnh cho cường giả thuộc hạ thống lĩnh đại quân thanh trừ tàn quân Tịch Diệt. Khổ Hạnh giáo chủ đến gặp Vân Liên Nữ Đế, được nàng tiếp đãi, cả triều văn võ đón chào. Vân Liên Nữ Đế nói:
Khổ Hạnh giáo chủ đến rất đúng lúc cả. Khổ Hạnh giáo chủ nghe vậy, tim rất kế bịch. Khi Khổ Hạnh giáo chủ dẫn đại quân Sa Môn đại giáo đến thì mọi chuyện đã xong, không tham gia chiến đấu được. Giờ Khổ Hạnh giáo chủ nghe Vân Liên nữ đế nói, biết nàng rất bất mãn biểu hiện của gã. Nếu trong trận chiến với thần mẫu có Khổ Hạnh sư huynh thì có lẽ tiên triều ta đã không đến mức thương vong thảm trọng, hao tốn 6 đạo quân đạo tôn. Giang Tuyết Tình nhìn thiên môn của mình, 16 thiên môn thiếu đi một người. Giang Tuyết Tình nghe lão tăng nói, lòng bất mãn. Thiên môn ta hao tổn một vị đạo tôn, tiên triều hao tổn tiên vương, tiên quân, vô số thiên quân. Sa môn đại giáo của Khổ Hạnh sư huynh lãnh đời ngược lại tiêu sao, không mất một người. Mặt Khổ Hạnh giáo chủ nhăn nhó nói, môn chủ thiên môn nói đùa rồi, không phải lão tăng chậm trễ mà vì Cực Lạc thánh cảnh cách nơi này quá xa. Lão tăng nhận được bệ hạ thông báo, liền dẫn cao thủ trong đại giáo đến hỗ trợ ngay, chẳng qua đến chậm một bước thôi. Giang Tuyết Tình hừ mạnh, Nguyệt Bộ cười khẩy nói, Khổ Hạnh sư huynh, Nguyệt Bộ nữ quân bất tài, thậm chí bỏ cả ma triều vũ trụ ma giới. Định Quang sư huynh cũng bỏ ma triều của mình. Mấy đạo quân đạo tôn khác có ai là không từ bỏ tài sản nhà mình đến về quanh tiên triều để bảo vệ đây? Chẳng lẽ Cực Lạc thánh cảnh là nơi tốt đến thế hay sao? Làm Khổ Hạnh sư huynh không nỡ bỏ hay sao? Đám đạo quân trẻ tuổi như Định Quang, Linh Châu Tử gật đầu nói, Khổ Hạnh sư huynh cũng đi Đại La Thiên, được ân huệ từ Đại La Thiên chấn áp sóng tịch diệt kiếp. Lúc nên dùng Khổ Hạnh sư huynh thì sư huynh không có mặt, làm chúng ta hơi khinh thường. Đám đạo tôn thế hệ trước như Kế Đô Ma Đế, Hồng Đạo Nhân không lên tiếng, thế nhưng cũng tỏ ra khó chịu. Mặt Khổ Hạnh giáo chủ nhăn nhúm, khẽ thở dài. Các vị nói vậy càng khiến lão tăng không còn mặt mũi nào. May mắn tiên triều vẫn còn, sau này lão tăng ở lại tiên triều là được, dốc sức làm việc cho bệ hạ. Giáo chủ quá lời rồi. Vân Liên nữ đế hắng giọng. Ma giới đương thời đã bị đánh cho thủng lỗ chỗ, chỉ có tiên giới là còn bình an, thế nhưng sẽ không kéo dài được bao lâu. Khổ Hạnh giáo chủ đừng hại ý ba lòng nữa, nếu không trốn được sóng tịch diệt kiếp thì nhưng có tránh thoát đại kiếp nạn trong tương lai. Khổ Hạnh giáo chủ vâng dạ. Bệ hạ yên tâm, lão tăng đâu dám hại ý ba lòng đấy. Tịch diệt đạo quân đang gây rối tiên triều, lão tăng sẽ góp sức bảo vệ, tiêu trừ bọn họ. Lão tăng xin cáo lui. Khổ Hạnh giáo chủ rời đi khỏi tiên đình. Định Quang cười khẩy nói, cái lão hòa thượng này đâu chỉ hai ý ba lòng, đúng là kẻ ba phái, ai chiếm ưu thế thì đeo theo đuôi kẻ đó. Mới vừa rồi chúng ta đánh chết đánh sống thì hắn chậm chạp không đến, chờ khúc xương khó cắn nhất bị chúng ta gặm rồi hắn đến chia thịt. Vân Liên nữ đế lắc đầu nói, Khổ Hạnh giáo chủ không có ý đó đâu. Giáo chủ chỉ không muốn đắc tội Thanh Liên tiên tôn và Tịch Diệt đạo nhân Vô Cực thiên tôn. Khổ Hạnh giáo chủ không muốn đắc tội bên ngoài vượt qua vô lượng sát kiếp này. Bây giờ phe cánh Tịch Diệt đạo nhân mất thế, Tịch Diệt đạo nhân mất tích rồi, Khổ Hạnh giáo chủ chạy đến đây biểu lộ trung thành. Thế nhưng Khổ Hạnh giáo chủ không nghĩ rằng trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy. Các vị, Khổ Hạnh giáo chủ thích ra sức cũng được, muốn ba phải cũng xong, mặc kệ đi. Bây giờ vạn vật đạo tổ đang truy kích đám người Thái La đạo quân, Thiên Dụ đạo tôn, Quân Phương đạo mẫu. Càn Khôn lão tổ thống lĩnh các thiên quân bao vây, tiêu trừ người chăn nuôi và tịch diệt cự thú. Tiên triều chưa bình định, còn cần các vị vất vả nhiều hơn. Các đạo quân lĩnh mệnh rời đi. Chớp mắt đã mấy trăm vạn năm trôi qua, lại có sóng tịch diệt kiếp năm thời đại, Thánh đạo, Huyết tổ, Thú đạo, Khôi lỗi cùng Tam nhãn kéo đến. Nhiều đại đạo thời đại tiên đạo bị tịch diệt kiếp xâm thực, cộng thêm vũ trụ ma giới bị hủy diệt hơn một nửa, có xu hướng suy tàn, từ thịnh chuyển suy. Mấy năm nay không xảy ra chiến đấu quy mô lớn, thế nhưng chiến đấu nhỏ bao vây tiêu trừ vây cánh của Tịch Diệt đạo nhân thì không ngừng. Trong đó hấp dẫn ánh mắt nhất là vạn vật đạo tổ luyện thành tiên thiên chí bảo Nguyên Dục Thái Cực Đồ chém Thái La đạo quân, được tiếng là cuộc chiến tàn khốc nhất thiên tôn. Môn chủ thiên môn chém Thiên Dụ đạo tôn tuy không hấp dẫn bằng trận chiến của vạn vật đạo tổ, thế nhưng cũng khá lợi hại. Vây cánh của Tịch Diệt đạo nhân dần bị nhổ sạch, nhưng còn vài đạo quân nhóm đạo tạng đạo quân
trốn thoát các mặt truy sát, ẩn núp đi. Đạo quân Đạo Tôn phe Đại La Thiên, Thanh Liên Tiên Tôn không cách nào túm cổ Đạo Tạng Đạo Quân được. Hôm nay Quỷ Bà Thiên đã đến Thiên Môn, cười nói với Giang Tuyết Tình: "Tiểu công chúa Giang gia, tới đây nói chuyện với lão thân nào." Giang Tuyết Tình tới gần, Quỷ Bà Thiên lén lút cùng nàng ra khỏi Thiên Môn. Quỷ Bà Thiên nói: "Mới vừa rồi lão thân đã tính ra đạo tàng chạy khỏi vũ trụ ma giới, lẻn vào tiên giới ta. Một mình lão thân không thể bắt lão quỷ già kia, cần nhờ lực lượng môn chủ Thiên Môn." "Sao? Đạo tàng vào tiên giới sao?" Tim Giang Tuyết Tình đập nhanh. Về cánh của Tịch Diệt đạo nhân thua thảm, các Tịch Diệt đạo quân chạy tứ tán. Lúc này đạo tàng vào tiên giới ta, chắc muốn gom lại thuộc hạ cũ, lại bày keo khác đây mà. Đạo tàng là cao thủ thần toán, không nhiều người dưới cảnh giới Thiên Tôn làm gì được hắn ta. Nếu mà bà bắt giữ được đạo tàng sẽ có công lớn. Quỷ Bà Thiên cười khùng khục nói: "Lão thần cần công lao gì đâu. Thần toán của đạo tàng thua lão thần một bậc. Lão thần muốn bắt đạo tàng thì khó, thế nhưng có thêm công chúa thì dễ như chơi. Ta tính ra nhà đầu Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ đang truy sát đạo tàng. Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ và ta đồng nguyên, thần toán cũng khá lợi hại. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hãy mau hành động, tránh cho bị nha đầu kia cướp công." Giang Tuyết Tình gật đầu, hai người rời khỏi Vân Liên Tiên Triều ngay. Quỷ Bà Thiên một đường suy tính vị trí của đạo tạng đạo quân. Trên đường đi, Quỷ Bà Thiên đột nhiên cảm thấy tim đập chân run, vội suy tính thế nhưng không cảm ứng được gì. Quỷ Bà Thiên thầm ngạc nhiên: "Chẳng lẽ mình cảm ứng sai sao?" Quỷ Bà Thiên, Giang Tuyết Tình cách đạo tàng đạo quân càng ngày càng gần. Đột nhiên trời sao rung lắc, các ngôi sao, mặt trăng trong tinh vực vỡ ra, tuyệt sát bùng nổ ập vào Giang Tuyết Tình cùng Quỷ Bà Thiên. "Đừng né, đây là tuyệt sát đạo tàng bày ra, có tổng cộng 6 tuyệt sát. Nếu tránh tuyệt sát này sẽ rơi vào 5 tuyệt sát kia." Quỷ Bà Thiên cầm gậy chống giọng mạnh, thoáng chốc tuyệt sát chưa bao phủ Giang Tuyết Tình, Quỷ Bà Thiên thì lực lượng bên trong tuyệt sát đã bị Quỷ Bà Thiên tác động lực lượng thiên địa làm rối loạn một chút. Tiếp theo, càng nhiều lực lượng trong tuyệt sát này bị Quỷ Bà Thiên điều động công kích tuyệt sát này. Gậy chống trong tay Quỷ Bà Thiên không phải chân vạc nguyên đỉnh mà là cây gậy tre từ Đại La Thiên. Chân vạc đã bị Giang Nam luyện tiên thiên bất diệt linh quang rót vào người của Quỷ Bà Thiên. Chân vạc và Quỷ Bà Thiên vốn là một thể, cầm chân vạc không có nhiều uy lực. Thế nhưng nếu như hấp thu linh quang trong chân vạc vào trong cơ thể, có thể tăng thần toán của Quỷ Bà Thiên lên một bậc. Cây gậy tre trong tay Quỷ Bà Thiên là Giang Nam đặc biệt luyện cho nàng, dễ dàng vận chuyển bù đắp khiếm khuyết cảnh giới, pháp lực yếu kém. Quỷ Bà Thiên có thể điều động nhiều lực lượng thiên địa hơn nhờ cây gậy này. Âm 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 âm. Hai lực lượng tuyệt sát công kích nhau, trước sau cùng tan biến. Quỷ Bà Thiên mượn lực lượng đánh lực phá vỡ tuyệt sát. Quỷ Bà Thiên cất bước tiến lên. Chỉ cần né tránh năm tuyệt sát khác là có thể đi ra sát trận này rồi. Giang Tuyết Tình cười nói: Bà, bây giờ ta cũng là đạo tôn, dù thần toán tuyệt sát cũng không làm gì ta được. Quỷ Bà Thiên nói: Lão thần biết, thế nhưng đạo tạng quỷ kế đa đoan. Ma Kha chết đi mà đạo tạng còn sống là biết đạo tạng khó đối phó cỡ nào. Tuyệt đối không được xem thường tên đạo tạng này. Quỷ Bà Thiên, Giang Tuyết Tình lục tục gặp mấy đợt thần toán tuyệt sát, thế nhưng đều bị Quỷ Bà Thiên mượn lực phá lực, ung dung phá vỡ. Có qua mà không có lại thì không lễ phép chút nào. Đạo tạng núp ở gần đây, đạo tạng liên tiếp xuống tay với lão thân, và lão thân cũng cho người nếm mùi đau khổ vậy. Quỷ Bà Thiên giọng mạnh cây gậy tre, tinh vực xung quanh ngầm ầm lăn lộn, tất cả lực lượng trong tinh vực bị điều động. Chính giữa ngân hà tinh hệ có vô số mặt trời gom lại một chỗ, hình thành quả cầu ánh sáng to lớn, bắn ra một luồng thần quang huy hoàng. Thần quang vù vù bắn tới ngân hà tinh hệ khác. Tòa ngân hà tinh hệ kia bị thắp sáng, chính giữa tinh vực cũng hiện lên một luồng thần quang bắn tới tinh hệ thứ 3, rồi thứ 4, thứ 5. Có liên tục 8 tinh hệ tinh vực bị Quỷ Bà Thiên thắp sáng. Giang Tuyết Tình nhìn vậy phục sát đất cười nói:
Thần toán của bà xứng là kinh thiên động địa mà. Lúc này, các tinh cầu trong tinh vực bị thần quang đánh nát bốc hơi. Một đạo quân bay ra khỏi một tinh cầu, liên tục hét lên chói tai, muốn phá giải tuyệt sát của Quỷ Bà Thiên. Thế nhưng hoảng sợ phát hiện không thể điều động lực lượng của thiên địa. Quỷ Bà Thiên đúng là lợi hại, không uống là đệ nhất thần toán trong thiên hạ. Tuy ta không đấu lại, thế nhưng không dễ bắt ta như vậy đâu. Thực lực của đạo tạng đạo quân kinh người, bay đi trốn ngay. Tám tinh vực bắn ra thần quang đuổi theo đạo tạng đạo quân. Thế nhưng tốc độ của gã quá nhanh, giây lát sau đã vọt ra khỏi ngân hà. Sau đó, đạo tàng đạo quân kinh hoàng phát hiện ra, những nơi gã đi qua là chính giữa các toàn sao tinh hệ tinh vực đã bị thần quang kia thắp sáng. Uy lực thần quang càng ngày càng mạnh, oanh kích vào đạo tàng đạo quân. Dù đạo tàng đạo quân trốn đi đâu, thì tinh vực chỗ đó sẽ bộc phát oanh kích gã, khiến gã bị thương càng lúc càng nặng hơn. Quỷ Bà Thiên liên tục sử dụng thần toán, dẫn nhiều lực lượng hơn. Đột nhiên, lòng Quỷ Bà Thiên máy động, bà lắc đầu. Giang Tuyết Tình thế vậy hỏi dồn: Bà sao vậy? Quỷ Bà Thiên lắc đầu nói: Gần đây lòng ta cứ rối bời. Tiểu môn chủ thiên môn hãy đi bắt đạo tàng. Ta đã nhốt hắn lại, hắn không thể trốn thoát được đâu. Giang Tuyết Tình gật đầu bay đi. Được, ta đi một lúc rồi về. Quỷ Bà Thiên nhìn Giang Tuyết Tình đi xa, lòng bỗng hoảng loạn. Quỷ Bà Thiên vội vàng suy tính, thế nhưng không tính được gì. Quỷ Bà Thiên thầm thắc mắc: Thật kỳ lạ, sao cứ cảm thấy bất an, thế nhưng không tính ra được gì như vậy. Hỏng rồi, có thiên tôn che thiên cơ, là vì thiên tôn nào đó muốn giết ta. Hèn gì, ta không tính ra được. Quỷ Bà Thiên mới nói xong, liền có tiếng chuông vang lên, thanh âm du dương. Một nữ nhân cất bước từ hư không đi ra. Nữ nhân kia lắc đầu, tiếng trong trẻo cất lên: Bà, không phải thiên tôn muốn giết bà đâu, mà là ta nhờ sư bá hỗn độn thiên cơ lợi dụng đạo táng dụ bà ra ngoài, rồi ta giết bà. Bà vốn là một phần của ta, bà là phần bị khiếm khuyết của ta. Hiện giờ hạo kiếp đã tới, bà nên dung nhập vào người ta đi thôi. Quỷ Bà Thiên nhìn nữ nhân tới gần, biến sắc mặt nói: Đạo mẫu, người mấy lần đi Đại La Thiên nghe sáng, được nhiều ân huệ của Nguyên Thủy Đại Lão gia. Người đối phó với lão thân không thấy áy náy hay sao? Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ lắc đầu nói: Bà thật ngây thơ, hai nhà chúng ta đã định ra trước sẽ phân ra sinh tử thắng thua, hoàn toàn tiêu diệt đối thủ, không chết không ngừng. Trước phải trái lớn lao, thì ân huệ nhỏ có là cái gì đấy? Bà và ta là cùng một thế, bà được thần toán của Linh Bảo đạo chủ, còn ta được tu vi công đức khí vận của Linh Bảo đạo chủ. Nếu tách ra thì thành tựu của hai ta chỉ có vậy, còn hợp nhất lại, ta có hy vọng lớn sống qua vô lượng sát kiếp này. Hai người, một là do tinh huyết của Linh Bảo đạo chủ biến ra, một là nguyên đỉnh hình thành từ thân thể Linh Bảo đạo chủ, công đức khí vận sau khi khai thiên biến ra, cùng một thể thế nhưng được đến khác nhau. Quỷ Bà Thiên tinh thông thần toán, tệ pháp lực, Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ thì kém thần toán nhiều, thế nhưng cảnh giới pháp lực hơn Quỷ Bà Thiên rất nhiều. Đế đến đây Chu Linh Bảo, năm xưa Đế Lân giết Linh Bảo đạo chủ, đại chiến không biết bao nhiêu hiệp mới giết được Linh Bảo đạo chủ, luyện thành nguyên đỉnh. Khi ấy, tu vi thực lực của Đế Lân đương nhiên không giống hiện tại, sao không lường được, thế nhưng cũng là thiên tôn. Đế Lân vất vả giết Linh Bảo đạo chủ, có thể thấy thực lực của Linh Bảo đạo chủ thế nào. Nếu Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ kết hợp sở trường cả hai lại, là nàng nhảy vọt lên làm đại cao thủ vô cùng khủng bố. Quỷ Bà Thiên rộng gậy tre, cười khùng khục nói: Nhà đầu, người muốn lão thân không dễ như vậy đâu. Dù ngươi nhờ Thanh Liên tiên tôn che giấu thiên cơ, cũng phải đối diện với chín tuyệt sát của lão thân kìa. Chín tuyệt sát một khi ra, không có đường sống. Gậy trúc trong tay lão thân là Nguyên Thủy Đại Lão gia ban cho, bù đắp khiếm khuyết pháp lực của lão thân, dùng để đối phó với đám đạo quân các ngươi. Nếu ngươi rút lui thì mọi chuyện dễ dàng, dễ nói. Còn không, đừng trách lão thân vô tình. Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ cười khẽ, lấy cái đỉnh to vuông vức ra, xông tới chỗ Quỷ Bà Thiên, thanh âm trong trẻo nói: Rút lui sao? Bà lớn rồi mà còn ngây thơ quá vậy.
ta đã xin Thanh Liên sư bá ra tay hỗn độn thiên cơ, đương nhiên là không đạt mục đích, quyết không bỏ qua rồi. Âm 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 âm, cái đỉnh to vuông bay lên, trời sao thắc loạn. Mới rồi Quỷ Bà Thiên dùng tuyệt sát truy kích đạo tạng đạo quân, kết nối các tinh vực lại. Thần quang bắn ra từ tinh vực chói đạo tạng đạo quân lại. Bây giờ Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ lấy đỉnh to ra, tinh vực vỡ tan, bị uy nhiếp từ đỉnh to hóa thành hỗn độn hồng mông. Đây là các ngân hà tinh hệ cực kỳ khổng lồ, tia sáng bình thường cần 10 vạn năm mới từ bên này đi đến bên kia được. Tinh vực to lớn như thế bị uy nhiếp cái đỉnh của Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ đập cho nát bấy. Có thể thấy uy lực đỉnh to mạnh mẽ đến đâu, đã tới đẳng cấp tiên thiên linh bảo. Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ là đạo tôn, biểu tình của Quỷ Bà Thiên trầm trọng, cao giọng nói: Nhà đầu, dù ngươi có nổ nát thiên địa này thì lão thần cũng có thể mượn lực lượng thi triển tuyệt sát được. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, nếu ngươi rút đi... Đừng dài dòng. Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ giơ linh đỉnh lên đập xuống Quỷ Bà Thiên, nàng cười nói: Quỷ bà bà, thiên địa bây giờ không như thuở mới khai thiên, có nhiều lực lượng thiên địa cho bà mượn dùng. Hiện giờ tiên đạo suy sụp, không có nhiều lực lượng cho bà dùng đâu. Cộng thêm ta phá hủy thiên địa thời không xung quanh, bà không mượn được chút lực lượng nào đâu. Quỷ Bà Thiên khẽ thở dài: Lão thần không mượn lực lượng thiên địa mà là lực lượng tịch diệt trong tiên đạo. Huyết nhãn thứ ba trên trán mở ra, gậy tre rộng mạnh, vô số linh quang bắn ra từ gậy tre, hơi thở tịch diệt chăn lẫn trong thiên địa vọt tới. Gậy tre này biến ra từ tiên thiên tịch diệt linh quang, trải qua tiên tôn như Giang Nam tế luyện, có thể điều động uy lực sóng tịch diệt kiếp thời đại tiên đạo để cho Quỷ Bà Thiên bài bố tuyệt sát. Đây là pháp bảo Giang Nam chuyên môn sáng tạo cho Quỷ Bà Thiên. Quỷ Bà Thiên điều khiển pháp bảo, sóng kiếp trong thời đại tiên đạo kéo đến hóa thành tuyệt sát, bao phủ Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ. Thời đại tiên đạo bây giờ đã có 12 sóng tịch diệt kiếp tiền sử ùa vào, phá hỏng căn cơ đại đạo, khiến kiếp uy càng lúc càng dữ dội. Đại đạo thời đại tiên đạo gần điêu linh, thần toán như đạo tạng đạo quân mượn lực lượng thiên địa yếu hơn lúc trước rất nhiều lần. Nhưng Quỷ Bà Thiên mượn lực lượng là từ sóng tịch diệt kiếp, là lực lượng phá hủy các thời đại. Uy lực tuyệt sát của Quỷ Bà Thiên lên đến trình độ khó có thể tin tưởng. Tại sao chín tuyệt sát của lão thân gọi là không có đường sống đấy? Lão thân không dám tùy tiện sử dụng, bởi vì sát chiêu của lão thân là tịch diệt kiểu tuyệt sát kìa. Quỷ Bà Thiên liên tục vận chuyển gậy tre, kiếp uy cực kỳ hung mãnh ập đến, nhốt linh đỉnh, nhốt Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ lại. Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ hết hồn, lắc người biến ra nguyên hình, là một nữ nhân đầu người mình rắn, đỉnh thiên lập địa, tay nâng linh đỉnh. Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ dốc sức vận dụng linh đỉnh để oanh kích, chấn áp sóng kiếp. Tiếng vang nổ lên điếc tai, Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ nổ nát sóng kiếp, chạy trốn ra ngoài thật nhanh. Lúc này, tuyệt sát thứ hai cũng hiện ra dưới vị trí Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ vừa đặt chân, nhấn chìm nàng. Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ dốc hết sức ra, rốt cuộc chấn áp tuyệt sát này. Tuyệt sát thứ ba đã nối gót đến, tiếp theo là tuyệt sát thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, rồi thứ 8. Khi tuyệt sát thứ 9 hình thành, Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ đã bị nhốt cứng ngắc. Kiếp uy tuôn ra, Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ đi đâu cũng không thoát được. Mặc cho nàng vận chuyển linh đỉnh, phát huy uy lực lớn cỡ nào cũng không phá thủng được. Kiếp quang, kiếp vũ, kiếp lôi, kiếp âm, ma nhãn, tiên nhân ngũ suy, tất cả từng giây từng phút quấn chặt Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ, xâm nhập vào linh quang trong cơ thể, trong đạo quả, trong thần thức. Cơ thể Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ nhanh chóng nứt dạn, đại đạo suy sụp, pháp lực bị xói mòn. Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ tụ tập lực lượng suốt đời và đạo tâm bất diệt, luyện thành linh đỉnh cũng khó tránh khỏi sát kiếp. Lực lượng của linh đỉnh không ngừng bị kiếp uy luyện hóa. Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ lúc trước từng nghe Quỷ Bà Thiên nhắc đến chín tuyệt sát. Khi đó Quỷ Bà Thiên có bảo chín tuyệt sát này là thiên phát sát khí, địa đi long xà. Sát khí một khi nổi lên không có đường sống. Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ vốn không tin, bây giờ nàng đã được chứng kiến. Chín tuyệt sát của Quỷ Bà Thiên là tịch diệt kiểu tuyệt sát, cơ hồ tương đương với dẫn lên tịch diệt kiếp, tiêu trừ đạo quân đạo tôn, dẫn động sóng kiếp, kiếp uy trong thời đại tiên đạo, tiêu diệt đối thủ khủng bố vô cùng.
Nếu cứ tiếp tục thế này thì ta chết chắc rồi. Trong lòng Đinh Linh Đạo Mẫu giáo chủ thầm tính kệ, nàng năn nỉ nói: Bà, tiểu muội biết sai rồi, xin bà cho ta một con đường sống đi. Bên ngoài chín tuyệt sát, ánh mắt Quỷ Bà Thiên lộ ra vẻ bất nhẫn. Nhà đầu, mới rồi lão thân đã khuyên ngươi rời đi, nhưng ngươi không nghe, cứ đòi giết lão thân. Hey. Bà và ta cùng nguồn cối, bà thật sự muốn giết ta hay sao? Đinh Linh Đạo Mẫu giáo chủ cầu xin nói: Bà nhẫn tâm như vậy hay sao? Quỷ Bà Thiên do dự một chút, chậm rãi rút gậy tre lên. Trên trời có đức hảo sinh, đời này lão thân chưa từng giết sinh linh nào. Thôi được rồi, nha đầu, ta để lại một đường sống cho ngươi. Tịch Diệt Cửu Tuyệt Sát dừng lại một chút, lộ ra một cơ hội sống. Lúc này, một cái đuôi rắn bay ra từ Tịch Diệt Cửu Tuyệt Sát, đâm vào trán Quỷ Bà Thiên, xuyên thủng sọ não. Quỷ Bà Thiên cứng ngắc tại chỗ. Đinh Linh Đạo Mẫu giáo chủ hú hét, dốc sức vùng thoát chín tuyệt sát. Tại sao? Rõ ràng ta thả ngươi. Trán Quỷ Bà Thiên thủng lỗ lớn, có máu chảy ra, huyết nhãn bị đuôi rắn đập nát. Quỷ Bà Thiên lẩm bẩm: Ta đã thả ngươi, sao? Tại sao ngươi? Nửa người Đinh Linh Đạo Mẫu giáo chủ thoát khỏi Tịch Diệt Cửu Tuyệt Sát, người đẫm máu đã bị thương nặng. Kẻ thù không đội trời chung, sao có thể nâng tay được? Bởi vậy ta mới nói bà quá ngây thơ mà. Đinh Linh Đạo Mẫu giáo chủ mỉm cười nói: Nếu như gặp địch nhân, dù đối thủ có van xin cỡ nào cũng không dao động, đạo tâm của bà quá yếu ớt rồi. Người của Quỷ Bà Thiên run rẩy, máu chảy ồ ạt từ trán, dốc hết sức vận chuyển gậy tre quắt lên. Tịch Diệt Cửu Tuyết. Vù 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 vù. Bàn tay của Đinh Linh Đạo Mẫu giáo chủ thò ra, năm ngón tay xòe ra, tinh huyết trong người Quỷ Bà Thiên chảy ra đường trán, chớp mắt chảy cạn máu. Gậy tre không thể vận dụng Tịch Diệt Cửu Tuyệt sát được. Bà lão khô héo run giọng nói: Cả đời lão thân chưa từng sát sinh. Âm 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 âm. Đinh Linh Đạo Mẫu giáo chủ vỗ một chưởng đập nát Quỷ Bà Thiên, chỉ còn lại cây gậy tre cắm trong hư không. Chợt có tiếng hét chói tai vang lên. Từ xa một tòa thiên môn bay tới. Đinh Linh Đạo Mẫu giáo chủ cười phá lên: Môn chủ thiên môn sao? Đinh Linh Đạo Mẫu giáo chủ luyện tinh huyết Quỷ Bà Thiên thành huyết nhãn ấn ở trên trán, nàng cười duyên nói: Bây giờ ta bị Quỷ Bà Thiên tổn thương nặng, không đấu lại với ngươi, nhưng chờ ta dung hợp huyết nhãn này thì sẽ khác đi. Tỷ tỷ, thứ lỗi tiểu muội không thể chơi với tỷ tỷ, cáo từ. Huyết nhãn trên trán của nàng tỏa sáng rực rỡ. Đinh Linh Đạo Mẫu giáo chủ điều động lực lượng thiên địa, bày ra các tầng tuyệt sát chạy đi ngay. Thiên môn đánh tới, nổ nát các tuyệt sát. Mái tóc của Giang Tuyết Tình bay lên, đằng đằng sát khí. Sách Đạo Tạng Đạo Quân đuổi theo. Giang Tuyết Tình vỗ nát Đạo Tạng Đạo Quân, thúc giục thiên môn đánh vào hư không. Đinh Linh Đạo Mẫu giáo chủ đã có được thần toán của Quỷ Bà Thiên, nàng đâu dễ bị đánh trúng như vậy. Đinh Linh Đạo Mẫu giáo chủ sớm bày ra các mê trận, chạy đi thật xa. Bà. Giang Tuyết Tình đờ đẫn, quỳ trước gậy tre. Trong Vân Liên Tiên Triều, Vô Vi Chí Đạo Thiên, Giang Tuyết Tình gào khóc, giao gậy tre cho Quân Đạo Nhân. Nhị ca, bà chết rồi. Quân Đạo Nhân ngơ ngác nhìn gậy tre nhuộm máu, run giọng nói: Không, không thể nào. Nghĩa mẫu thông minh như vậy, ai có thể ám toán nghĩa mẫu đây? Tiểu muội, muội đừng lừa ta. Quỷ Bà Thiên đã chết, cả triều dã chấn động cùng bi thương. Quỷ Bà Thiên xuất thân từ quỷ giới, trong tiên giới, do máu của Linh Bảo Đạo Chủ biến ra, là nghĩa mẫu của Quân Đạo Nhân. Năm xưa Quỷ Bà Thiên bình phẩm một câu, điểm tỉnh Đế Huyền, dấy lên chư thần hoàng hôn kiếp. Khi đó Đế Huyền chăm chỉ tu luyện, thi hiền vi chấp chính, Quỷ Bà Thiên nuôi nấng Quân Đạo Nhân đến lớn, nên gã bái Quỷ Bà Thiên làm nghĩa mẫu. Quỷ Bà Thiên cho Quân Đạo Nhân mượn mắt mình nhìn mọi người sinh tử. Quân Đạo Nhân thấy đại khủng bố, rất là xúc động, mới cùng Hùng Đạo Nhân sáng tạo ra tiên đạo mới. Thời đại tiên đạo chính thức buông xuống, mới có huy hoàng thịnh thế ngày hôm nay. Giang Tuyết Tình mang theo gậy tre leo lên Đại La Thiên, gặp Giang Nam và Thiên Vi. Thiên Vi nhìn gậy tre thở dài: Tình nhi, đừng kinh động phụ thân của ngươi, hắn đang bế quan nghiên cứu ảo diệu Tịch Diệt Kiếp cuối cùng.
Thiên Vi chưa nói xong, đột nhiên gậy tre bay lên, bay hướng sâu trong nguyên thủy Đại La Thiên. Trong tận cùng Đại La Thiên, nguyên thủy Thiên Tôn ngồi yên, giơ tay, gậy tre giơ vào tay vị tồn tại cổ xưa này. Nguyên thủy Thiên Tôn nhìn gậy tre chằm chằm, quanh thân tràn ngập bi thương, khóe mắt chảy ra hai dòng lệ, biến thành các đốm linh quang tan biến. Bà bà, mắt của ngươi nhìn thấy đại khủng bố, thế nhân chết chóc, trần đời điêu linh. Thế nhưng bà luôn lạc quan, sáng sủa, bất nhẫn sát sinh, một mình chịu đựng đại khủng bố này. Nguyên thủy Thiên Tôn trồng gậy tre trong Đại La Thiên, cây tre bén rễ, nảy mầm mọc măng, mọc ra từng rừng trúc rậm rạp, ôm tùm. Bà lên đường bình an. Giang Nam nhìn rừng trúc, chọn một cây, nhổ lên tước thành gậy. Lúc này, Hồng Đạo Nhân, Quân Đạo Nhân, Kế Đô Ma Đế, Vân Lên Nữ Đế cũng leo lên Đại La Thiên gặp Thiên Vi. Nương nương, phụ thần của ngươi đã viết được việc này. Chiều gậy tre của bà đi rồi, chắc sẽ xuất quan thôi. Thiên Vi nói, với tính tình của phụ thần ngươi sẽ không ngồi yên đâu. Thiên Vi mới dứt lời, linh quang đầy trời bốc lên. Giang Nam cất bước đi đến, ngồi xuống bên cạnh Thiên Vi. Giang Nam bình tĩnh nói, không giết, đó là một con đường chết. Tuy quỷ bà chết đi, thế nhưng dùng mạng sống nói cho các ngươi đạo lý này. Quân nhí, ngươi đã hiểu chưa? Quân Đạo Nhân nằm sát xuống đất, nức nở nói, hải nhi đã hiểu. Vô vi tiên thiên, vô vi mà vô bất vi. Muốn vô vi cần có vi. Trong vô lượng sát kiếp, mọi người khó bảo đảm sẽ không chết đi. Hôm nay ngươi phải nổi lòng có vi, dùng thân hữu dụng, tranh thủ một cơ hội sống cho mình, cho người thân bằng hữu, cho người mà ngươi quan tâm. Giang Nam nhìn Hồng Đạo Nhân, Quân Đạo Nhân, Kế Đô Ma Đế, Giang Tuyết Tình cùng Vân Lên. Câu này cũng là nói cho các ngươi nghe, hãy khắc ghi trong lòng mình. Phụ thân, mối thù của bà... Tất nhiên là dùng máu rửa rồi. Giang Nam giao gậy tre cho Quân Đạo Nhân, ngón tay điểm vào trán gã, tiên thiên lô bồng nhập vào tử phủ trên trán Quân Đạo Nhân. Ta cho người báu vật này hộ thân, người hãy dùng cây gậy trúc này giết tinh linh, báo thủ cho nghĩa mẫu của mình. Các người đi xuống chuẩn bị chiến đấu, ta sẽ khiến thiên cơ hoàn toàn hỗn độn. Sao? Hoàn toàn hỗn độn thiên cơ? Hồng Đạo Nhân, Quân Đạo Nhân lòng rung động, chợt phạm vi Đại La Thiên bao phủ càng lúc càng rộng, dần bao lấy nửa vũ trụ ma đạo còn xuất lại, bao phủ nguyên vũ trụ tiên giới. Các lũ hỗn độn chi khí từ vực ngoại chui vào thiên giới, ma giới như thể phách tưởng vũ trụ không còn tồn tại. Vô Cực Thiên Tôn hỗn loạn nhân quả, tu sĩ tiên nhân trong thiên hạ hiếm ai có thể mượn nhân quả tính ra quá khứ, tương lai, có thể tính ra chút dấu vết đã là cao thủ. Hiện nay, nguyên thủy Đại La Thiên của Giang Nam phủ lên thời đại tiên đạo, lòng máy động, chẳng những nhân quả thắc loạn, thiên cơ cũng hoàn toàn hỗn độn. Giờ phút này, tất cả cường giả thần toán trong thời đại tiên đạo cảm giác thiên cơ mênh mang như hỗn độn, không suy tính được gì. Trong lớp đạo quân có khá nhiều tồn tại có năng lực suy tính kinh người, thế nhưng bọn họ suy tính mà chẳng ra cái gì cả, lòng thầm kinh hoàng. Đặc biệt là Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ, nàng mới dung nhập tinh huyết của quỷ bà thiên, luyện thành huyết nhãn trên trán, đang định suy tính một phen, rình mò tình huống cường giả phe Đại La Thiên. Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ không tính ra được gì, lòng rối loạn. Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ liên tục suy tính vẫn không ra, đừng nói thần toán, năng lực bày ra tuyệt sát cũng không cánh mà bay. Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ giết quỷ bà thiên, cướp tinh huyết của quỷ bà luyện thành huyết nhãn là muốn dựa vào thực lực khủng bố này mai sau giữ mạng sống trong tranh đấu, bây giờ đã biến thành công giá tràng. Có người đã hỗn độn thiên cơ là nhằm vào ta, chắc chắn là nguyên thủy thiên tôn ra tay rồi. Tim Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ đập nhanh, đi ngay đến hành cung của Thanh Liên Thiên Tôn. Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ bái kiến Thanh Liên Thiên Tôn nói, nguyên thủy thiên tôn đã hỗn loạn thiên cơ, e rằng hắn biết ta giết quỷ bà thiên nên xuống tay hại ta, xin sư bá cứu ta. Thanh Liên Thiên Tôn lắc đầu nói, nguyên thủy thiên tôn không chỉ hỗn độn thiên cơ của ngươi mà là nguyên thể đại tiên đạo, tất cả cường giả thần toán đều như nhau, không thể tính thiên tính địa, tính quá khứ tương lai như lúc trước được. Nguyên thủy thiên tôn lo ngươi được thần toán của quỷ bà thiên sẽ điều động tịch diệt cửu tuyệt sát giết cường giả dưới tay của hắn.
Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ thầm giật mình kêu lên: Hỗn độn thiên cơ, cả thời đại tiên đạo sao? Thiên cơ nguyên thời đại hóa thành hỗn độn, cái này cần pháp lực lớn cỡ nào đây? Nguyên thủy thiên tôn rất hẹp hòi, không chấp nhận ngươi giết quỷ bà thiên sẽ gây ra can quá. Nhưng nguyên thủy thiên tôn không đến mức tự mình ra tay giết ngươi, ngươi đừng quá lo. Tuy nhiên thuộc hạ của nguyên thủy thiên tôn chắc chắn sẽ giết ngươi. Thanh Ly thiên tôn cười nói: Hai nhà quyết đấu là điều không thể tránh khỏi, ngươi đi gặp sư tôn của mình, nhờ hắn ra tay cùng nhau phá vỡ hỗn độn thiên cơ của Đại La Thiên. Một mình ta cũng có thể phá hỗn độn thiên cơ Đại La Thiên, thì nhưng có nguyên mẫu thiên tôn chen ngang, ta không đánh lại hai người. Có ta và sư tôn của ngươi ra tay, nguyên thủy thiên tôn không hỗn độn thiên cơ được. Thế thì ngươi có thể dùng thần toán dành một đường sống cho đệ tử môn sinh dưới tay ta và sư tôn của ngươi. Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ chạy ngay đến hành cung của Đế Lân cư ngụ, kể rõ vụ việc. Đế Lân lướt Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ. Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ vội nói: Sư tôn, đệ tử biết tội, không nên trêu chọc thị phi. Nhưng nếu không lấy năng lực thần toán của quỷ bà thiên thì đệ tử sợ là mình khó an toàn trong vô lượng sát kiếp được. Chỉ có cướp năng lực thần toán mới giành được một cơ hội sống. Xin sư tôn nghĩa tình đệ tử cầu sinh sốt ruột, tha thứ cho đệ tử một lần này. Thôi, Đế Lân đứng dậy nói: Bây giờ ngươi đã là đạo tôn, có suy nghĩ của mình, ta không tiện nói thêm cái gì. Ngươi dù sao cũng là đệ tử của ta, không thể để cho ngươi chết trong tay người ngoài. Thanh Liên đạo huynh cũng định ra tay thì ta sẽ cùng hắn phá vỡ hỗn độn thiên cơ. Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ mừng như điên, liên tục dập đầu cảm ơn. Cường giả phe nguyên thủy thiên tôn muốn giết ngươi mới thỏa lòng, không lâu sau sẽ có trận đại chiến. Người đi xuống chuẩn bị liên lạc với đám người Huyền Đô, Càn Nguyên, Ngọc Kinh, Thái Nhất đi. Bọn họ có thế lực của riêng mình, có thể giúp ngươi một tay. Đế Lân phất tay nói: Ta đi gặp Thanh Liên đạo huynh, cùng hắn đến Đại La Thiên một chuyến. Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ vội lùi xuống đi tìm Phục Xá giáo chủ kể vụ việc. Phục Xá giáo chủ phái người đi mời các tồn tại cổ xưa như Càn Nguyên đạo tôn, Huyền Đô tạo hóa đạo quân, Ngọc Kinh vong tình tiên đế, Thái Nhất Thiên Hoàng Tiên Đế. Tiên hạ thủ vi cường, ra tay chậm thì tiêu. Đã trở mặt với Nguyên Thủy Thiên Tôn, vậy chẳng tha xua quân tấn công cho rồi. Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ đề nghị nói: Nếu chiến đấu trong cương vực của chúng ta thì sinh linh bên ta bị tai họa, chúng sinh trôi giạt khắp nơi. Nhưng nếu đánh nhau ở Vân Liên Tiên Triều sẽ là sinh linh bên đó chịu khổ. Phục Xá giáo chủ đồng ý nói: Dưới tay hai ta tụ tập hơn 70 đạo quân, đạo tôn, thiên quân, càng là nhiều không đếm xuể. Có vô số tiên quân, thực lực đã hơn phe Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mấy sư huynh Ngọc Kinh, Càn Nguyên, Thái Nhất tuy thực lực không yếu, thế nhưng chỉ là diệt hoa trên gấm mà thôi. Bọn họ ở đằng sau hỗ trợ, chúng ta ở đằng trước giết vào Vân Liên Tiên Triều. Dù không thể kéo ngã Vân Liên Tiên Triều, thế nhưng có thể suy yếu thực lực Tiên Triều đi rất nhiều. Chờ đợi quân của các sư huynh đến vừa lúc san bằng Tiên Triều. Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ gật gù. Vậy là hai giáo chủ tự dẫn đại quân kéo binh đi Vân Liên Tiên Triều. Trong Vân Liên Tiên Triều, Giang Tuyết Tình đã tập kết các đạo quân thiên môn lại. Vân Liên Tiên Triều điều động đại quân trong thiên giới tụ tập hơn 10 đạo quân. Tịch Cứng Tình và Băng Liên Thánh Mẫu cũng quay về. Rồi lại triệu tập bá chủ trong thiên quân như Đạo Vương, Tinh Quang, Bình Thiên, Thiếu Hư, Hạo Thiếu Quân, thống lĩnh trăm vạn chân tiên, tiên vương, tiên quân hợp thành đại quân. Vạn Vật Đạo Tổ mang các đạo quân như Linh Châu Tử, Định Quang. Khổ Hạnh giáo chủ biết sắp đến lúc chiến đấu với phe Thanh Liên Tiên Tôn, muốn truyền đi tránh cho hoàn toàn đắc tội với Đế Lân cùng Thanh Liên Tiên Tôn. Nhưng đám người Định Quang, Nguyệt Bột, nữ quân không cho đi. Khổ Hạnh giáo chủ không dứt ra được, lòng thầm than khổ. Ở bên này, Đế Lân cùng Thanh Liên Tiên Tôn leo lên Nguyên Thủy Đại La Thiên gặp Giang Nam. Thanh Liên Tiên Tôn cười nói: Nguyên Thủy Thiên Tôn, người hỗn độn thiên cơ là nhúng tay vào cuộc chiến môn sinh đệ tử của chúng ta. Bây giờ hai ta đến gặp Thiên Tôn là muốn xin Thiên Tôn thu Đại La Thiên về để thiên cơ trở lại bình thường. Giang Nam hừ mạnh, mặt lạnh lùng nói: Thiên Tôn, người hỗn độn thiên cơ trước tính kế quỷ bà thiên, nên quỷ bà đã chết trong tay Đinh Linh đạo mẫu, đã là làm trái với giao ước rồi, còn mặt mũi nói với ta hay sao? Đây là thứ nhất.
Bệ hạ, tiên tôn, các người hãy xem lý do thứ hai đi. Giang Nam phất tay, một tấm minh kính hiện ra ở trước mặt. Minh kính chiếu Đinh Linh Đạo Mẫu giáo chủ, Phục Xá giáo chủ dẫn đại quân tấn công Vân Liên tiên triều. Đinh Linh giết quỷ bà Thiên, rồi dẫn đại quân tấn công đệ tử của ta, đánh giết khổ chủ. Còn hai vị leo lên đại la thiên của ta, bộ dáng hỏi tôi, đây là thứ ba. Giang Nam nổi giận, tiếng giống chấn kinh thiên địa. Các ngươi còn mặt mũi nào để nói đây? Đế Lân cùng Thanh Liên Tiên Tôn xấu hổ. Hành động của Đinh Linh Đạo Mẫu giáo chủ, Phục Xá giáo chủ đúng là kỳ cục. Hai người lên Đại La Thiên hỏi tội thì quá ngang ngược. Thanh Liên Tiên Tôn cười xòa. Đúng là bọn họ đã hơi sốt ruột một chút rồi. Nhưng môn sinh đệ tử của hai ta sớm muộn gì cũng sẽ chiến đấu. Đây chỉ là vấn đề thời gian. Hôm nay Nguyên Thủy Tiên Tôn tự giải hỗn độn thiên cơ cũng được. Mà không giải thì chỉ còn cách so tài một phen. Không vội. Vẻ mặt Giang Nam bình tĩnh lại. Ngươi và ta dù gì cũng là thiên tôn, hãy nhìn xem chiến đấu của đệ tử bên dưới rồi tính đi. Tại biên giới Vân Liên tiên triều, Đinh Linh Đạo Mẫu giáo chủ, Phục Xá giáo chủ kéo đạo quân vào lãnh địa. Các đạo quân dẫn dắt một đại quân bày thế trận. Các loại tiên thành, tiên phủ, tiên vực lơ lửng, rồng rắn bay đầy trời, cờ bay phấp phới. Vân Liên nữ đế dẫn văn võ cả triều sẵn sàng đối địch. Quân đạo nhân từ xa thấy Đinh Linh Đạo Mẫu giáo chủ trong con long giao mã đối diện, các đạo quân thiên quân bao vây nàng vào giữa. Đinh Linh Đạo Mẫu giáo chủ chỉ trỏ nói cười. Người thành thật như quân đạo nhân thấy tức giận, lao ra tiên triều, xông thẳng vào quân địch tìm Đinh Linh Đạo Mẫu giáo chủ. Đám người Vân Liên nữ đế, Hồng đạo nhân, Kế Đô ma đế sợ hết hồn, vội phất cờ điều động đại quân đi cứu. Tốc độ của quân đạo nhân siêu nhanh, đã lao vào quân địch đối diện. Vô số tiên nhân bị đụng bay bốn phương tám hướng, các tiên thành bị đụng nát, tiên phủ bị khí thế của đạo tổ đè sập. Quân đạo nhân mạnh mẽ xông thẳng vào, giết vào trong quân. Các thiên quân đứng đầy, mấy thiên quân siêu cường đại, thế nhưng quân đạo nhân phát ra uy nghiêm đạo tổ tiên đạo, đám thiên quân sợ teo tim, không dám ra tay. Một đám vô dụng. Đinh Linh Đạo Mẫu giáo chủ được đạo quân bao quanh cười nói. Quân đạo nhân cũng là thứ hữu dũng vô mưu, dám một mình xông trận chẳng khác nào tự tử. Các vị đạo hữu tiến hắn lên đường đi thôi. Các đạo quân đạo tôn bước ra cười nói. Tiễn quân đạo nhân lên đường trước vậy. Bên cạnh Đinh Linh Đạo Mẫu giáo chủ có hơn 20 đạo quân đạo tôn, tất cả xông lên công kích quân đạo nhân. Trong phút chốc đầy trời là báu vật đạo quân, tiên thiên pháp bảo, tiên thiên linh bảo, uy nhiếp đè sụp thiên địa. Đột nhiên một lô bổng bay ra khỏi trán quân đạo nhân, lô bổng rung lên đánh bay các pháp bảo của đạo quân đạo tôn. Quân đạo nhân cầm gậy tre xông tới trước mặt Đinh Linh Đạo Mẫu giáo chủ, giơ gậy tre lên đâm thẳng. Đạo quân đạo tôn khác vội vây công. Đinh Linh Đạo Mẫu giáo chủ hét lên chói tai, hiện ra nguyên hình, đầu người mình rắn, sử dụng linh đỉnh giết hướng quân đạo nhân. Ở phương xa, Phục Xá giáo chủ thấy vậy vội vàng kéo các đạo quân đạo tôn đến cứu viện. Quân đạo nhân có tiên thiên lô bồng bảo vệ ở quanh thân, phất lờ đòn công kích của người khác, gậy tre bay tới quét lui liều mạng đánh Linh Linh Đạo Mẫu giáo chủ. Xoẹt, mấy hiệp qua đi, gậy tre đã đâm thủng trán Đinh Linh Đạo Mẫu giáo chủ, móc nàng lên cao. Đinh Linh Đạo Mẫu giáo chủ ai oán nói, quân đạo nhân thật sự muốn giết thiếp thân hay sao? Gậy tre vung lên, Đinh Linh Đạo Mẫu giáo chủ bị xé thành mấy mảnh, đạo quả trong cơ thể cũng bị chấn nát. Bên trên Nguyên Thủy Đại La Thiên, Giang Nam thu về tầm mắt, nhìn Đế Lân cùng Thanh Liên Tiên Tôn mặt đang xanh mét. Giang Nam bình tĩnh nói, hai vị đạo hữu thấy tiên thiên lô bồng của ta là biết Đinh Linh chết chắc rồi. Tại sao hai vị không ném bảo vật nguyên thủy của mình ra cho Đinh Linh vậy? Hai vị sợ ta thừa dịp tấn công khi các người không có pháp bảo, vì vậy đành ngồi xem Đinh Linh bị giết đúng không? Trên Nguyên Thủy Đại La Thiên, Đế Lân cùng Thanh Liên Tiên Tôn im lặng. Đúng là hai người lo điều này. Giang Nam giỏi đánh lén, giỏi tính kế, mọi người đều biết chuyện đó. Đế Lân, Thanh Liên Tiên Tôn đi Đại La Thiên có lẽ cũng nằm trong tính toán của Giang Nam. Khoảng cách gần như vậy, nếu như Đế Lân, Thanh Liên Tiên Tôn dám lấy pháp bảo nguyên thần ra cho mượn, thì chờ đợi bọn họ sẽ là kết cuộc giống như Vô Cực Thiên Tôn. Trong cuộc chiến với cơ thể thần mẫu đạo quân, Vô Cực Thiên Tôn lấy vô cực đạo trác ra, kết quả bị Giang Nam lao vào tận nơi ở
đánh bầm dập Tây Tả. Khi ấy, Nguyên Thủy Đại La Bảo Kiếm, Tiên Thiên Lô Bồng không có ở bên người. Giang Nam tay không đánh trọng thương Vô Cực Thiên Tôn ngay trước mặt Đạo Không Thiên Tôn. Có thể thấy, thực lực của Giang Nam không cần pháp bảo cũng giữ sức đánh bị thương nặng các thiên tôn khác không cần pháp bảo. Cho đến ngày nay, 600 vạn niên đã đi qua, Vô Cực Thiên Tôn chưa hoàn toàn phục hồi nguyên khí. Mấy trăm vạn năm vắng mặt, Đạo Không Thiên Tôn cũng ít đi đạo âm. Cường giả phe Đạo Quân Điện không khuếch trương nữa, chỉ cố thủ phạm vi thế lực của mình. Có thể tưởng tượng Vô Cực Thiên Tôn bị thương nặng cỡ nào. Đương nhiên, nếu như Đế Lân, Thanh Liên Thiên Tôn không đến Nguyên Thủy Đại La Thiên, không đứng gần Giang Nam, thì có cơ may cứu được Đinh Linh Đạo Mẫu Giáo Chủ. Hai người cố tình đến Đại La Thiên khiến Đinh Linh Đạo Mẫu Giáo Chủ mất đi cơ hội sống cuối cùng. Trước đó Đế Lân, Thanh Liên Thiên Tôn không tính ra điều này. Giang Nam nói hỗn độn thiên cơ không phải làm điều vô ích. Thanh Liên Thiên Tôn hỗn độn thiên cơ che mắt Giang Nam, nên Quỷ Bà Thiên chết dưới tay Đinh Linh Đạo Mẫu Giáo Chủ. Giang Nam hỗn độn thiên cơ cũng che mắt Thanh Liên Thiên Tôn cùng Đế Lân, khiến Quân Đạo Nhân giết Đinh Linh Đạo Mẫu Giáo Chủ báo thù cho Quỷ Bà Thiên. Đinh Linh giết Quỷ Bà Thiên chọc giận Nguyên Thủy Thiên Tôn nên có một kiếp này. Chết dưới sắp xếp của Thiên Tôn cũng là kiếp số nên có. Đế Lân im lặng dê nát nói: nhưng nàng dù gì cũng là đệ tử của ta, không nên chết trong tay người khác được. Giang Nam gật đầu nói: ta hiểu, thế nhưng Quỷ Bà Thiên là nhân thân của Giang gia, là nhân thân của ta. Đế Lân gật gù, mặt âm trầm: ta đã hiểu. Giang Nam xóa tan hỗn độn thiên cơ, bình tĩnh nói: mời hai đạo hữu. Việc cho đến bây giờ có phá hỗn độn thiên cơ của Giang Nam hay không cũng đã là vô dụng. Đinh Linh Đạo Mẫu Giáo Chủ chết đi, trong thiên hạ không còn cường giả thần toán đẳng cấp cao nữa. Các thiên quân đạo quân khác nhiều ít biết chút thủ đoạn thần toán, thế nhưng không ai có thể điều động Tịch Diệt Cửu Tuyệt Sát. Tịch Diệt Cửu Tuyệt Sát đã diệt tuyệt. Che thiên cơ không có ý nghĩa gì nữa, nên Giang Nam chủ động đánh tan hỗn độn thiên cơ để thực lực của mình đến trạng thái cao nhất. Đế Lân đứng lên, thế giới thụ hiển hiện, khánh vân treo cao. Thanh Liên Tiên Tôn đứng dậy, sát khí đằng đằng. Hồng Mông Thanh Liên tuôn ra, uy nhiếp khắp Nguyên Thủy Đại La Thiên. Tại biên giới Vân Liên Tiên Triều, Quân Đạo Nhân giết Đinh Linh Đạo Mẫu Giáo Chủ xong liền thụt lùi ngay. Phục Xá Giáo Chủ dẫn đám đạo quân đạo tôn lao tới. Bây giờ phe Phục Xá Giáo Chủ có 17 đạo quân đạo tôn hợp sức với công Quân Đạo Nhân. Dù Quân Đạo Nhân rất mạnh, vừa là đạo tổ cũng là đạo tôn, lại có Tiên Thiên Lô Bồng, thế nhưng cũng bị nhiều đạo quân đạo tôn giam cầm, khó lo ra khỏi vòng vây được. Ở bên kia, Hồng Đạo Nhân, Bỉ Ngạn Nương Nương, Kế Đô Ma Đế, Vân Liên Nữ Đế, Vạn Vật Đạo Tổ, Vạn Chú Đạo Quân, Khổ Hạnh Giáo Chủ cũng lao lên. Giang Tuyết Tình dẫn hơn 10 đạo tôn thiên môn lao lên, cùng đám người Hồng Đạo Nhân như hai thanh đao đâm vào loạn quân. Các đạo quân đạo tôn va chạm, giết đến trời sụp đất nứt. Mọi người cùng cướp đường để Quân Đạo Nhân về. Đạo quân đạo tôn bên Vân Liên Nữ Đế chỉ còn lại 45 người. Đám đạo quân đạo tôn tọa trấn Tiên Đình chỉ có hơn 20 đạo quân đạo tôn đến cứu Quân Đạo Nhân, thực lực thua xa đám người Phục Xá Giáo Chủ. May mắn có Tiên Thiên Lô Bồng bảo vệ, đám đạo quân đạo tôn ở dưới lô bồng giết ra địch doanh, quay về trận doanh của mình. Đám đạo quân đạo tôn ở lại canh giữ lập tức khua cờ, đại quân tuôn ra. Đám thiên quân tiên quân dưới tay Phục Xá Giáo Chủ xua quân lao lên, hai phe va chạm hỗn chiến mấy canh giờ. Các tiên ma tử thương vô số, tiếp theo cờ phất, hai phe rút binh về. Quân Đạo Nhân vừa mới thoát hiểm, chợt thấy Tiên Thiên Lô Bồng bay lên. Vừa lúc Đế Lân, Thanh Liên Tiên Tôn đứng dậy, Tiên Thiên Lô Bồng chợt lóe xuất hiện sau lưng Giang Nam. Đế Lân cùng Thanh Liên Tiên Tôn nhíu mày. Thế giới thụ Hồng Mông Thanh Liên sao động uy nhiếp đè lô bồng, thế nhưng không làm cho nó dao động chút nào. Tiên Thiên Lô Bồng, một góc tiên thiên bất bại chi địa, cho đến nay Đế Lân cùng Thanh Liên Tiên Tôn không nắm chắc có thể phá vỡ tiên thiên bất bại chi địa này hay không. Nếu không phá tiên thiên bất bại chi địa của Giang Nam thì không thể chu sát được hắn. Đế Lân cùng Thanh Liên Tiên Tôn nhìn nhau, đột nhiên xoay người bỏ đi. Lần này đánh nhau vô ích, Giang Nam có Tiên Thiên Lô Bồng trong người, Đế Lân và Thanh Liên Tiên Tôn không cần ra tay nữa. Dù hai người công kích chưa chắc phá được Tiên Thiên Lô Bồng. Thanh Liên Tiên Tôn dừng bước lại, quay đầu lại nói: Nguyên Thủy Thiên Tôn, trước kia Đế Lân làm chuyện gì cũng không tuyệt đường, để lại một đường sống cho ngươi. Bây giờ đã trở mặt,
sau này không chừa chút cơ hội sống nào nữa. Tương lai hai ta đến tận cùng đại đạo thì ngươi và ta sẽ phải thi triển thủ đoạn quyết phân thắng thua sinh tử. Giang Nam gật đầu nói: ta đợi các ngươi khi nào cảm thấy thực lực đã đủ thì cứ đến tìm ta. Hai thiên tôn rời đi. Trong Nguyên Thủy Đại La Thiên, Nguyên Mẫu Thiên Tôn xuất hiện. Nguyên Mẫu Thiên Tôn nói: Đế Lân đã tức giận, người giết đệ tử của hắn đã trở mặt với hắn rồi. Chiến đấu với đế và tôn thì ngươi không có phần thắng là bao nhiêu. Bây giờ bọn họ rời đi chỉ vì không muốn cho Tịch Diệt hay Vô Cực cùng đạo không được lợi, đặc biệt là Tịch Diệt đạo nhân. Thực lực của hắn đã vượt qua hai đại điện chủ sáng tạo đạo quân điện. Âm 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 âm. Thời không của thời đại tiên đạo chấn động, lại một đợt sóng tịch diệt kiếp từ tiền sử ập đến thời đại tiên đạo. Đó là sóng kiếp thời đại thiên đạo. Biểu tình của Giang Nam trầm trọng, cảm ứng Tịch Diệt đạo nhân đang tham ngộ Nguyên Thủy Đại Đạo lại tăng thực lực lên một mảng lớn. Thực lực Tịch Diệt đạo nhân bây giờ đã đến trình độ khó tin, vượt trội hơn các thiên tôn khác rất nhiều. Nguyên Thủy Đại Đạo Giang Nam sắp vào cơ thể Tịch Diệt đạo nhân, cân bằng đại đạo Tịch Diệt, hấp thu rất nhiều đại đạo Tịch Diệt trở ngược về thân thể của Giang Nam, khiến tu vi của hắn tăng vọt. Loại tình huống này khiến Tịch Diệt đạo nhân càng khao khát Nguyên Thủy Đại Đạo hơn. Giang Nam cảm ứng được Tịch Diệt đạo nhân sinh lòng tham lam, muốn nuốt Nguyên Thủy Đại Đạo, muốn luyện hóa, nuốt hết Nguyên Thủy Đại Đạo. Giang Nam suy tính kỹ thầm nghĩ: may mắn Tịch Diệt còn có chút lý trí, biết nuốt trọn Nguyên Thủy Đại Đạo của ta thì đại đạo Tịch Diệt sẽ mất khống chế, tạm thời không dám làm bậy. Ta luyện hóa hai phần tu vi của Vô Cực Thiên Tôn cộng với một phần tinh hoa đại đạo Tịch Diệt từ chỗ Tịch Diệt đạo nhân, thêm mấy ước năm nữa là có thể tu luyện đến cảnh giới viên mãn đạo quân. Nhưng không biết Tịch Diệt đạo nhân có thể chống đỡ được bao lâu đây. Biên cảnh Vân Lên Tiên Triều, Phục Xá giáo chủ thống nhất cường giả phe Đinh Linh Đạo Mẫu giáo chủ lại. Phục Xá giáo chủ ra lệnh: các vị đạo hữu, hãy bày ra Thiên La Địa Võng đi, vây khốn Vân Liên Tiên Triều để đối phương lo được đầu không lo được đuôi. Các thiên quân, đạo quân, đạo tôn tự dẫn quân phong tỏa thời không, giam cầm Vân Liên Tiên Triều lại. Bọn họ dù gì cũng là phe đế và tôn, chính thống thời đại tiên đạo, binh nhiều tướng mạnh, cường giả thuộc hạ lớp lớp hơn xa Vân Liên Tiên Triều. Giờ phút này bọn họ điều động đại quân, không chỉ đánh bọc đầu bọc đuôi mà chia chín đường để công kích. Mỗi đường đại quân có 7 đạo quân đạo tôn tọa chấn, thiên quân, tiên quân, tiên vương nhiều không đếm xuể. 9 đường đại quân như mặt quạt tấn công từ các phương hướng khác nhau, làm cho Vân Liên Tiên Triều lo đầu không thể lo đuôi, chia binh mệt mỏi. Nếu chia binh nghênh chiến thì lực lượng mỗi phần sẽ kém hơn đối phương. Nếu tụ lại thì Vân Liên Tiên Triều sẽ bị 9 đại quân nuốt gọn, sĩ khí giảm xuống. 9 đại quân bao vây cộng thêm viện quân của Càn Nguyên, Huyền Đô cùng Ngọc Kinh, Thái Nhất tiến đến lúc đó sẽ không có cả chỗ trốn.